Dạ rồi, nhà vườn bonsai anh Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vô nha cả nhà. Thì trong bonsai thì mình gọi là củ đồng tiền hoặc là củ bình vô cũng được. Còn trong đông y á, trong thuốc á thì là kêu là củ bình vô nha cả nhà. Đó, thì cái củ này á, là nó đã sống khỏe rồi nha. Củ này có cái đường kính nè, ở bên có cái hòn nha, có cái hòn cũ nè, hòn cũ là 112, hòn cũ 112, cái đường kính cũ nè, đường kính cũ thì cỡ tầm 38, chiều cao mà lên tới cái thân chính của cũ là 40, còn lên đến ngọn luôn là cỡ tầm 55, đang nằm cái chậu nuôi vuông là 33 nha. Đó, cái này là mình giao lưu không chậu nha nhà mình. Đó, nếu mà ở gần gần thì mình ship luôn chậu, còn mà ở xa thì nếu mà gửi dịch vụ thì mình không có ship luôn chậu nha, tại vì cái chậu này nó cũng bị mẻ đây rồi. Đó, nhưng mà gửi cả chậu á nó rất là dễ bể, cho nên là mình không có gửi chậu nha, mình sẽ rút ra. Nói chung cái này thì rễ nó nhiều lắm rồi. Đó nè, mình quay cận cảnh cái củ nè. Củ này thì cũng khá là lành tiếp nha. Đó, đấy, mình xem đó, rất là âm tùm. Đó, nói chung là cái này nó ra cái mình quấn như thế này, hoặc là mình làm cái vàng cho nó leo cũng được nha nhà mình. Thì riêng cái củ này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 1.000.000 bao vận chuyển nha nhà mình. 1.000.000 bao vận chuyển không chậu. Đó, 1.000k bao ship không chậu nha. Đó, hôm nay mình giao lưu nhanh luôn, lấy lọc nha. 1.000k bao ship không chậu, hay còn gọi là 1.000.000 bao ship không chậu nha, cho củ đồng tiền này luôn, hay còn gọi là củ bình vôi. Đó, rất là đẹp, coi cái cuốn củ này khá là to. Rồi nhà vườn xin qua cái củ này luôn nha.